Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly Acouphe E305 trơn. Đây là chiếc âm ly em mới sưu tầm và cập bến, giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Tại sao đây là một trong những chiếc âm ly sưu tầm? Những chiếc âm ly đời mới thì nó còn thùng hộp thì nó rất là chuyện bình thường. Còn đây là chiếc âm ly cổ và còn đầy đủ thùng hộp, cũng như áo chùm, rồi là xốp, đó, cũng như catalog. Đó, và bây giờ em sẽ mở cái thùng này ra và giới thiệu chi tiết hơn, cũng như quay cận cảnh để các bác cùng cảm nhận được cái mức độ mới đẹp sưu tầm của chiếc âm ly Acouphe 305 này nhá. Đây là hàng từ Nhật. Đó. Âm ly Acouphe E305 thì nó có hai cái series, một cái series trơn và một cái series là 305V và một chiếc 305 trơn. Đó, hàng sưu tầm. Thì những đời này thì bây giờ những chiếc âm ly mà còn đầy đủ sách vở cũng như là thùng hộp thì rất là ít nhá. Đó. Đây. 305. Đây là cái catalog. Đó. Acouphe. Đó. Những chiếc âm ly 305 trơn này thì bây giờ gần như là nó chỉ có máy không thôi. Và đây là em sẽ nhấc ra và quay chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Em đã nhấc ra đây. Và đây là cái áo chùm. Em sẽ bỏ ra để quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nhé. Mới không? Các bạn nhìn thấy không? Rất là mới. Đó. Những cái hàng lâu năm mà nó giữ được cái độ đẹp như này thì rất là ít nhé. Quá mới luôn. Đây à. Âm ly Acouphe E305 trơn. Bên tay trái em đây nó là cái đường input selector. Đó. Đường tín hiệu đầu vào. Input selector. Và bên tay phải đây là cái volume. Đó. Và đây là cái trong một con lắp bèn. Trong có các chế độ chỉnh như là cái núm vặn như bát chép này, ba lăng này. Đó, cầu loa này đầy đủ, rất mới. Và đương nhiên dòng này thì hai bên sử dụng hai gồi gỗ bóng piano rồi. Đó, bao nhiêu một chiếc âm ly thì xứng đáng để sưu tầm. Đó. Đó, coi. Bóng loáng luôn, đuôi đậu trượt gãy chân. Đó. Và đây là cái phía sau của chiếc máy Acouphe E305 trơn. Đấy, coi như là nhìn những cái giác tiếp mát này thì còn sáng choang mới tinh. Đó. Đây là cái đây là cái đường input này, đường input setter. Là cái CD 1 tuner line 1 2 3. Đó, và đây là tape 1, tape 2. Và bên dưới là sử dụng thêm cái đường CD 3 lăng. Đó. Cái đường ba chân. Acouphe E305 công suất tiêu thụ điện năng là 310W. Đó. Và dòng này sử dụng hai cầu loa AB. Chiếc âm ly Acouphe E305 trơn này giá hiện tại em đang giao lưu với quý vị là giá 43 triệu nhá, 43 triệu. À, thực sự thời điểm hiện tại là rất là tốt. Rất là tốt luôn. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Em xin cảm ơn.